Những lời cảm ơn nhỏ bé của các cháu nhỏ đã khởi đầu một ngày mới của Quang và Ngân tại tỉnh Tây Ninh là như vậy đó các bạn ạ. Khi một cái show diễn bắt đầu ở một tỉnh nào đó, Quang với Ngân đã dành thời gian để tìm đến một cái niềm hạnh phúc từ những cái chuyến đi từ thiện của mình. Hôm nay Quang và Ngân sẽ chia sẻ cho các bạn một cái trải nghiệm đáng nhớ khi đến thăm một trại trẻ nghèo, khuyết tật, mồ côi, và từ đó Quang và Ngân nhận được một bài học quý báu về niềm hạnh phúc từ những việc làm tốt. Chuyến hành trình này đã khởi đầu bằng một ý nghĩa đơn giản: làm thế nào để chúng ta có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người ở hoàn cảnh khó khăn giống như các bé. Từ Quang đã bắt gặp những nụ cười trong đôi mắt của những đứa trẻ, sự hạnh phúc trong những cái buổi trò chuyện, những cuộc chơi và thậm chí ngồi dùng bữa với các cháu, ăn bim bim cùng tụi nó và ngồi nghe tụi nó khoe về những cái điều mà tụi nó làm trong ngày. Thấy rõ là việc tốt không chỉ giúp người khác mà còn đem lại hạnh phúc cho chính mình. Tụi con ơi, yeah một cái, chụp tấm hình nha. Yeah! Quang và Ngân mua một phần quà gồm bánh trái và các nhu yếu phẩm khoảng 10 triệu để cho các bé. Bạn nha, xíu cổ đau nha. Ây da. Khu mà các bạn đang xem là những bé khuyết tật bệnh đau ở riêng một khu. Các bé mồ côi sẽ ở riêng một khu. Bây giờ Ngân sẽ đi thăm một bé có hoàn cảnh đặc biệt, cũng tên là Ngân luôn. Không có bị gì hết, nhưng mà vừa bị bệnh mà vừa bị bỏ rơi luôn. Đây là Ngân chị, đây là Ngân em. Mỗi khi đi lưu diễn ở những tỉnh thành, Quang và Ngân đều muốn chia sẻ một cái cảm giác làm việc tốt trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Không cần phải những hành động quá lớn lao, mặc cho những cái điều nhỏ nhặt cũng có thể tạo ra có sự khác biệt, mang lại niềm hạnh phúc cho bạn và những người khác. Hãy nỗ lực làm cho cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Quang, và hãy cùng chia sẻ niềm hạnh phúc từ những việc làm tốt.